Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hải ngoại. Tâm An rất vui được tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 của một câu chuyện vô cùng hấp dẫn thú vị được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Tiếp tục gửi đến cho quý vị tình trạng của cô gái tên Thúy sau khi mà Dũng phát hiện rằng cô có thai và có con với anh thì mọi chuyện tiếp tục ra sao. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến 4 năm sau thì Thúy phải đối mặt với cả Xuân, vợ của Dũng. Vậy thì cô phải làm như thế nào khi bản thân cô là người thứ ba xen chân vào gia đình của người khác? Nội dung tiếp theo của câu chuyện xin mời quý vị lắng nghe. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 2, tập cuối của câu chuyện này. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Tôi về đến nhà thấy chị gái ngủ say, không còn biết gì nữa. Con trai tôi nằm một góc cũng ngủ ngon lành. Tôi cởi áo khoác rồi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến chuyện vợ Dũng nói về việc không có con giữa họ. Tôi bỗng buồn bã, thấy trong lòng không được yên. Anh ta chưa có con, nếu biết có con với tôi thì sẽ như thế nào? Gấu cần mẹ hay là cần bố hơn đây? Sáng hôm sau chị gái tôi hỏi dồn dập sau khi tôi kể Bố gấu cứu tôi Thế có biết nhà nó ở đâu không? Biết để làm gì à chị? Này Nhà nó không phải là dạng vừa đâu Sao không vòi tí tiền rồi đi? Chị đừng coi như vậy Hãy biết ơn Chưa đừng nghĩ vòi vĩnh gì hết Mà tại sao lại vòi Khi người ta cứu mình Chị đúng là vô ơn Ở hai cái con này Tao muốn tốt cho mày và thằng gấu Chứ có ý gì đâu vậy thì chị không nên nói gì cả sai lầm của chị làm em xấu hổ thiếu gì việc tại sao chị đi làm này mày cứ thử sống mà không có tiền xem muốn có tiền nhanh thì mày phải làm thế kiếm tiền để làm cái gì chứ mình chỉ cần đủ ăn mình không phải đi ăn xin không đi ăn cướp là được nhưng tao còn hai đứa con cần phải nuôi mày à con đến tuổi ăn tuổi học thì mày hiểu hết. Tết đến về nhà còn biếu bố biếu mẹ. Cả năm đi làm thì chả nhẽ không có tiền biếu bố biếu mẹ à? Em hiểu đồng tiền quan trọng. Nhưng phải kiếm nó bằng cách chính đáng. Và từ từ chứ chị. Thế mới được lâu bền. Mày nghĩ ngắn lắm mày à. Mà mày chuẩn bị đồ đi. Gấu ơi, ra bác chụp ảnh, đăng Facebook để nhận quà Tết. Đến gần sáng Dũng mới về tới nhà vừa bước vào cửa thấy vợ đang nấu cơm thơm phức xuân cười rạng rỡ như không có chuyện gì xảy ra anh đi rửa tay đi rồi ăn sáng ừ chuyện hôm qua em nghĩ rồi em biết là em sai sắp sang năm mới rồi em muốn chúng ta bỏ qua chuyện cũ làm lại có được không anh chúng ta không thể nữa sau khi chia tay chúng ta có thể làm bạn với nhau chứ còn chuyện vợ chồng anh điên à? Chia tay làm bạn. Thế thì tại sao chúng ta không cùng nhau cố gắng để được ở bên nhau chứ? Cố gắng sao? Anh cố gắng suốt 6 năm rồi. Thế nhưng em thì sao? Em chưa từng cố gắng. Em sẽ đi cấy thì một lần nữa. 5 lần rồi có được đâu mà cấy. Lần này chắc chắn được. Một lần này nữa thôi mà. Em xin anh đấy. Thấy vợ miếu máu, Dũng thở dài và bước lên phòng xuân gọi cho bạn của cô ta mày tìm thấy nó chưa thấy rồi đang thu đồ về quê bị tao chặn rồi đây ok để tao qua xuân vội vàng phóng xe đến dãy trọ nơi mà thúy đang ở tôi thấy có vài cô gái đứng trước cổng đang cãi nhau với chị gái tôi mấy con điên này chúng mày có để cho ai đi hay không làm sao mày lại chắn cái xe ngay đường thế này hả tao cấm đứa nào được bước chân ra khỏi đây chờ bạn tao đến xác nhận xem là con nào con nào mà lại dám to gan gã gẫm cướp chồng của bạn tao ừ, lúc đấy tao giết này bọn mày có nhầm lẫn gì không à thấy tiếng cãi cỏ tôi vội vàng bước ra ngoài đúng lúc này thì xuân bước vào mày ra đây nói chuyện với tao chị chị là <laughs> Mới gặp nhau đêm hôm qua Mà bây giờ mày không nhận ra tao à Chị nhầm người rồi Tôi nói xong vội vàng quay người đi Nhưng mà Xuân nhanh tay vội vàng kéo tôi lại Mà tao không mù Mày nói nhanh Mày qua lại với chồng tao khi nào Rõ ràng hôm qua lúc tối Không có mày Vậy là đến nửa đêm lại thấy mày xuất hiện Anh ta nuôi mày bên ngoài Hay là chỉ cặp kè qua đường mày nói ngay Tôi nghĩ là chị hiểu sai rồi đấy tôi và chồng chị thật sự không có chuyện gì thế nên chị phải thật bình tĩnh nghe tôi giải thích mày là một con đĩ đã là đĩ mày không có quyền không có tư cách gì để giải thích vậy thì chị nói đi chị tìm đến tôi để làm gì tao cấm mày không được có bất cứ mối quan hệ nào với chồng của tao mày nghe cho rõ thế thì tôi nói luôn với chị là giữa tôi và chồng chị không có chuyện gì xảy ra cả thế thì mày có dám thề là mày chưa từng ngủ với chồng của tao không? Mày lấy bố mẹ của mày ra mà thề đi. Cái này... Tôi không thề được. Xuân thẳng tay tát bốp vào mặt của tôi. Miệng thì gào thét giống như bị điên. Thế thì mày nói ngay. Mày có ngủ với chồng tao không? Từ nay về sau, tôi không dính líu gì. Chị cứ yên tâm. <laughs> Tức là mày có dính líu rồi. Bây giờ mày còn cãi à? Tao phải cắt tóc mày Tao phải bôi vôi vào đầu mày Chị gái tôi lúc này ra tay quát lớn Này này tao nói cho mày biết Mày cấm được động tới em gái của tao Cái loại mày đéo giữ được chồng Thì to mồm cái gì À Đúng là một lũ gái đĩ già mồm Xuân và chị gái tôi túm tóc của nhau Bạn của Xuân nhảy vào túm tóc của chị tôi Còn tôi Tôi bước vào can ngăn Thì bị bạn Xuân cũng tóm tóc của tôi hai người đó rằng co định cầm kéo để cắt tóc của tôi đúng là một mớ hỗn độn bỗng có một tiếng quát lớn ở góc sân con đang làm cái gì thế này đúng là không ra cái thể thống gì m m mẹ mẹ chồng mẹ của dũng đứng góc sân cùng với thư ký bà giơ điện thoại lên để xem hình của gấu bà lên tiếng ngay đứa trẻ này đang ở đâu gấu đứng lấp ló ở góc sân mẹ dũng nhìn thấy rồi bật khóc nói với thư ký Sống đúng không đứa cháu nói đúng không trời đất ơi tôi nhìn tôi không không tin vào mắt của mình gấu gấu có đúng không dạ vâng giống hệt cậu dũng lúc nhỏ thưa bà vậy ai là mẹ của thằng bé tôi còn chưa hiểu điều gì xảy ra uhm, dạ là cháu à? Cháu và con của cô. Cô qua lại với nhau có phải không? Trả lời thẳng thắn ngay. Dạ, dạ thưa bác. Có một lần thôi à? Vậy là đứa trẻ kia là con của thằng Dũng có phải không? Xuân sợ hãi vội vàng lên tiếng. Không phải đâu mẹ, cô ta chỉ quen anh Dũng có một đêm thôi. Nếu cháu không nói, cô phải đưa thằng bé đi xét nghiệm. Nói ngay. Vâng, đúng là như thế cô ơi cô đừng đưa con cháu đi không cần phải xét nghiệm đâu ạ à? thật sao đúng rồi tôi có cháu rồi mẹ của dũng thì ôm miệng bởi vì quá vui sướng còn xuân thì hét lên không thể nào không thể nào nếu không có bức ảnh trên mạng này thì sự thật này chắc chắn là không ai biết thế thằng bé tên thật là gì dạ thưa bác Tên thật là Nguyễn Mạnh Hùng à? Mang họ của cô sao? Vâng ạ. À. Gấu, lại đây với bà à con. Thằng bé nghe bà gọi thì sợ núp sau lưng của mẹ, chắc là lạ nên mới vậy. Nào, lại đây với bà. Bà đưa con về nhà mình nhé. Đây là con của cháu, thưa bác. Không liên quan đến ai đâu ạ. Nhưng đây là máu mủ của gia đình nhà tôi. Xuân không thể nào kiềm chế được, bước lại gần và to tiếng. Không thể nào đâu mẹ, không thể nào có chuyện này được. Đưa tất cả về nhà, rồi nói chuyện sau. Ngay lúc này Dũng đang ngáy ngủ, thì thấy mẹ gọi quá nhiều cuộc, liền nghe máy. Mẹ có để cho con ngủ không? Mày dậy ngay, dậy ngay. Dậy làm cái gì? Tối hôm nay rồi con sang mẹ. Mày có con trai rồi đấy, mày không biết à? Con nào, Mẹ đừng có nói linh tinh Một đứa trẻ 3 tuổi Lớn đùng ra rồi Thế mà mày còn không biết Con trai hiểu mẹ nói gì Mày về nhà ngay Có con trai rồi Mày có con trai rồi đấy Dũng nghe như vậy thì bật dậy Khi thấy mẹ nhắc đến chữ con trai Mình có con khi nào chứ Anh ta ôm mặt thờ dài Từ đâu ra lại có con Đó chính là điều mà Dũng thấy ngỡ ngàng nhất anh ta bật dậy vào tắm sạch sẽ dưới vòi sen không quên cạo râu khoác lên mình một chiếc áo sơ mi đen lịch lãm có chuyện gì gấp thế à cậu đi nhận con ơ ừ, cái gì ạ à? tôi bắt đắc sĩ đi theo mẹ dũng về nhà anh ta căn nhà to lớn bên ven hồ nếu sống với anh ta gấu nhất định sẽ có tương lai tươi sáng hơn là với mình họ rất giàu có ngay từ đầu tôi đã biết anh ta giàu có thế nhưng tôi chưa hề có ý muốn liên quan đến họ tôi chưa từng một lần nghĩ đến điều này mẹ của dũng lúc này lên tiếng nói với tôi cháu cứ ngồi xuống đi vâng ạ à. gấu ra đây bà bế một tí nào gấu sợ hãi nấp sau chân của tôi tôi đành lên tiếng cháu đang còn lạ nên không theo đâu ạ à? trước sau gì chả là người một nhà ngày mai mùng một tết rồi gấu là quà của bà đấy. Bà đi làm sinh tố cho gấu uống nhá. Giúp việc lúc này đon đả. Dạ thưa bà, bà để tôi làm. Không cần đâu. Cháu của tôi, tôi muốn tự tay làm. Xuân thấy bà rời đi, vội vàng lên tiếng nói với tôi. Tao thật không ngờ, quá sức tưởng tượng. Mày là một con đàn bà toan tính. Nếu là bình thường, thì không thể nào mày có thể sinh con được cho chồng của tao tôi không hề toan tính tôi chưa hề toan tính một lần nào và chuyện này sẽ kết thúc tại đây tôi sẽ đưa con tôi đi tôi sẽ biến mất không một chút dấu vết nào thằng bé chỉ là con của tôi mà thôi thế mày nghĩ mày bước vào đây rồi mà mày còn đưa được con của mày đi à con trai của tôi chẳng ai có quyền được giữ cả mày sai rồi nhà họ sẽ cướp con của mày chỉ trong vòng một phút tôi nghe xong có chút run sợ nắm chặt lấy tay của gấu và quay đi không được cháu không thể nào đưa thằng bé đi được cháu sẽ đưa đi cháu rất mong bác hiểu thằng bé chỉ là con của riêng cháu tôi muốn quay đi nhưng lúc này đầu của tôi lại va vào ngực của một người đàn ông cao lớn dũng lên tiếng có chuyện gì thế mẹ cô gái này sinh con cho con đấy dũng à dũng và tôi nhìn nhau Tôi ái ngại nắm chặt tay, cúi đầu. Không thể nào. Dũng mỉm cười, sau đó nhìn thằng bé. Xuân lên tiếng. Phải có kết quả xét nghiệm mới chính xác được anh à? Máu mù nhà này, mẹ nhìn là mẹ biết, cần gì phải xét nghiệm. Dũng ngồi xuống nhìn thằng bé, chỉ nhìn chăm chú, ánh mắt đầy âu yếm, nhìn một đứa trẻ con. Cô cố, cố tình có phải không? tôi không hiểu ý của anh là gì tôi tự hỏi tại sao cô lại xin tôi ngủ cùng với cô bây giờ thì tôi hiểu rồi trong đầu của cô tính toán tất cả tôi chỉ xin một đứa con chứ tôi không hề có ý gì với anh cả thế thì cô thừa nhận đây là con của tôi tôi anh ta rất thông minh để dò hỏi tôi lúc này mẹ cô dũng ậm ừ đứng bên cạnh Mẹ Mẹ hãy nói với cô ta Một là ở lại chăm con Khi nó đến độ tuổi nào đó Cô ta muốn đi Thì chúng ta cho đi Nhưng bây giờ Đang còn quá bé thì đi ra ngoài kia Chúng ta nhất định phải giữ lại Ừ ừ mẹ biết rồi Có cháu là thích rồi Tôi thấy Dũng dường như đã hiểu lầm Tôi có ý đồ gì đó Dũng lên xe mở tù lấy rượu vang Và rót vào ly Uống ưng ực tôi có con rồi sao tôi biết là cậu vui đến như thế nào <laughs> bao nhiêu năm không có một đứa con thật ra tôi biết cô ta tình cờ gặp lại chắc chắn ngày đó cô ta xin con của tôi là thật vậy cậu nói với cô ta như vậy để làm cái gì cô ấy sẽ ngại vì cứ nghĩ rằng cậu nghĩ cô ấy lừa cậu tôi nói như vậy để cô ta ở lại và chăm sóc đứa con vậy mà tôi cứ nghĩ cậu nghĩ xấu cho cô ấy dũng cười bật nhạc búng tay nhảy một vũ điệu la tinh trong chiếc xe dũng đến hộp đêm anh ta nhảy múa tại phòng vip cùng với vài cô chân dài cùng với bạn thân của anh ta tên là đức này có chuyện gì mà khiến mày vui thế mày uống đi tao có con rồi đấy mày có ảo không con vợ của mày nó ghê như con cọp cái thì đứa nào mà dám đẻ con cho mày Thế mà có đấy mày à. Thật á? Ừ, ba tuổi, đẹp trai bóng láng, giống như bố nó. Thế chả có nhẽ, vợ mày lại bỏ sót. Nhẽ với nhầm cái gì, uống đi. Xuân lúc này cũng ngồi trong quán rượu, vừa uống, nước mắt cô ta vừa mới chảy dài. Tao thực sự là bỏ sót rồi mày à? Sai sót là bình thường. Đêm hôm đó, Tao chỉ thấy toàn nhân viên khách sạn vào resort Nên tao chủ quan Tao không nghĩ Cô ta lại là cáo già Đến mức đóng giả làm nhân viên của khách sạn Nhưng cô ta thực sự là nhân viên của khách sạn đấy Thế tại sao anh ta lại thích Và ngủ với cô ta Ngay lúc đó được chứ Bây giờ mẹ anh ta ép mày ly hôn à Không Tao phải chơi bài khác Tao nói rằng tao chấp nhận thằng bé Và suy xét Bởi vậy mẹ chồng tao cũng thư thả cho tao. Tao chả có việc gì phải bỏ chồng cả. Nhưng mày lại luôn mồm. Ví dụ anh tao có con với người khác, thì mày bỏ chồng. Đấy là với điều kiện, nó ngang tầm với tao. Nhưng nó lại từng có một đời chồng. Theo tao thấy, ánh mắt của nó không có tình cảm với chồng tao. Nó sẽ không dám mơ đâu. Tao phải đe dọa nó. Thế nó ở đâu? Đang ở với mẹ chồng tao. Khi nào thằng cu con học lớp 1, thì nó ra đi. Nó thỏa thuận như vậy với mẹ chồng tao đấy. Mày điên à? Tại sao mày để nó với mẹ chồng mày? Thế thì theo mày, cách nào thì tốt đây. Mày ghé tay, tao báo cái này. Tôi ngồi nhìn con trai ngủ ngon lành. Tôi đã xin phép mẹ của Dũng để tôi đưa con về quê ăn Tết. Sau khi lên, tôi để thằng bé với họ. Để có bầu con, mẹ rất đau khổ, vất vả sinh con nuôi con lớn nhìn con về bên họ mẹ còn đau khổ hơn mẹ xin lỗi con nhiều lắm tiếng khóc của thúy làm cho mẹ dũng đứng ngoài cánh cửa thở dài bố dũng lúc này lên tiếng thằng bé đâu kể ra đời phụ nữ bất công tôi thấy mẹ thằng bé là người thật thà nhỏ nhắn xinh xắn chỉ có điều gia cảnh không thể nào chấp nhận được Ngày ngày hôm sau tôi cùng con trai ra bến Chờ chuyến xe cuối cùng chạy qua Tôi muốn cùng chị gái Về nhà như bình thường Mẹ ơi đến Tết chưa mẹ Tết rồi gấu ạ à? Hôm nay là mùng 1 Chúc mừng năm mới mẹ Ai dạy con Là bà dạy ạ à? Chị gái tôi lúc này lên tiếng Bảo nó đưa về Thì đã làm sao đâu Mày cứ chảnh chọe Thiệt cái thân ra em chỉ muốn cùng với con trai về nhà như bình thường thôi thế tao dặn mày vòi tiền nhà nó mày bảo chưa em đâu có bán con mà vòi tiền chứ hai chị em cứ cãi vã qua lại quay đi quay lại lại không thấy gấu đâu gấu đâu rồi chị tiếng còi xe bíp bíp tôi thấy chiếc xe đỗ trước mặt đó chính là dũng anh ta đeo kính cho gấu đang ngồi trong lòng của anh ta cô để con của tôi đứng vẫy xe khách ở ngoài đường như vậy mà cô trông được à nếu như không vẫy ở đây thì vẫy ở đâu cô về ăn tết năm nay con ăn tết cùng với tôi mồng ba mà cô chưa lên tôi khắc cho cô không được nhìn thấy thằng bé con của tôi tết phải ở đây đi du lịch châu âu với tôi anh chiếc xe vụt đi khiến tôi đứng ngẩn người anh ta đang cố tình tách tôi ra khỏi thằng bé thôi về quê ăn tết ra tết rồi tính Chị đi về đi Em phải đi theo con trai của mình chứ Tôi vội vàng đuổi theo chiếc xe Chạy trong vội vã Tôi từng coi chồng Và tôi đã từng lừa dối chồng mình Để đi xin một đứa con với người đàn ông khác Thế nhưng tôi lại không nghĩ được chuyện Cái kim dễ dàng bị lộ tẩy như vậy Tôi chỉ vì hạnh phúc của gia đình Vì gìn giữ nó Và tôi tuyệt đối không phải là kẻ ngoại tình Nhưng lòng tôi dai dứt chưa yên thì điều tôi lo sợ nhất chính là con của tôi đang dần rời xa khỏi bàn tay của tôi xe chạy theo về đến cửa nhà tôi thấy xuân đang đứng trước cổng vui cười nói chuyện thúy đến rồi đây à vào nhà đi em năm mới chúc mừng năm mới nhé tôi thực sự rất ngạc nhiên trước lời đon đà của xuân năm mới em không về nhà mà lại chạy đến đây làm gì em tìm con em còn em có chồng chị đang chăm bẵm Còn có bố chăm Thì em lo cái gì Em cảm thấy không được an tâm Nên không an tâm á Hồ nào mà dám ăn thịt con Chị chẳng sinh ra nó Nhưng mà chị quý nó như con của mình Thúy à cứ yên tâm Về quê ăn Tết đi nhá Dũng cho con chơi ở sân sau Nhìn qua màn hình iPad Thấy Xuân nói chuyện với Thúy rất nhẹ nhàng và đúng mực có vẻ như có chuyện lạ việt nam đây lái xe lúc này lên tiếng nói với dũng cô xuân chắc chắn đang cố gắng vì cậu cậu có con chắc hẳn là cô ấy sẽ buồn vì không sinh cho cậu một đứa con sau đó cậu lại đòi ly hôn với cô xuân ai bảo là tôi ly hôn à, dạ tôi cần con chứ đâu có cần cô ta tôi tưởng cậu có cảm xúc với cô thúy điên à Tôi yêu gì cái kiểu quê muối, đổi vị cho vui thôi, biết vị rồi thì không thèm quan tâm. Vậy bây giờ ý cậu là như thế nào? Mẹ tôi nói để cô ta chăm con, tôi nghĩ rằng để cô ta chăm con là tốt. Thế nhưng là hơi sai lầm đấy, suy cho cùng, để cô ta bên cạnh quá lâu lại khiến cô ta có lòng tham, biết đâu được. Thế nên, tôi phải kết thúc sớm, càng sớm càng tốt. Một lúc sau đó Xuân để trước mặt tôi rất rất nhiều tiền Nói với tôi Đây là một tỷ Chị thay mặt gia đình đưa cho em Đầu năm có được khoản tiền này Xem như là may mắn cho em rồi đấy Coi như là công Em chăm sóc bé gấu Ba năm nay Em không hiểu Mẹ chồng chị nhắn Là chỉ nhận cháu chứ không nhận em Em gái hả à? Em không có ý nhận Nhưng thỏa thuận là khi thằng bé học lớp 1 em sẽ đi nhưng nhà họ là nhà có quyền thế em ở lại khiến cho nhà chị nghĩ rằng em có tham vọng em cứ cầm một tỷ đi em không bán con em không cần tiền em phải đưa con em đi <laughs> em đưa không được ấy chứ nhìn thấy vệ sĩ xung quanh nhà họ chặn không cho tôi ra bên ngoài tôi chỉ biết nhìn con qua lớp cửa kính con đang chơi cùng với bố nhưng đó là con của tôi làm ơn trả thằng bé lại cho tôi tại sao mấy người lại nuốt lời chứ em không biết anh dũng sao anh ấy là người gieo cho người khác hy vọng rồi dập tắt hy vọng đó bằng một suy nghĩ khác anh ấy là người rất đa nghi và tính toán và thật sự gia đình chị cần gấu chứ không cần em ở với em nó chỉ là một đứa trẻ không có nguồn gốc em nên hiểu cầm tiền và đi đi không tôi cầu xin các người đấy các người trả con lại cho tôi sau đó có hai người mặc đồ đen kéo tôi ra bên ngoài tôi vội vàng bám chặt vào cánh cửa và gọi con gấu ơi gấu gấu ơi mẹ đây gấu vô tư chơi đồ chơi bên ngoài mà không hề hay biết sự có mặt của tôi nếu như cô có thể đuổi kịp tôi tôi nhất định cho cô ở bên con nhưng điều đó là không thể bởi vì cô mãi mãi chỉ là một thứ rẻ tiền là cái đồ mạt hạn trong xã hội này. Tôi nhìn rõ gương mặt của Dũng nhìn tôi qua ô cửa kính. Hai tay cho vào túi quần giống như tôi là một kẻ thất bại. Và nghĩ rằng tiền làm cho tôi sợ. Anh ta sợ rằng tôi là một kẻ tham tiền sao? Họ bày ra âm mưu này để lừa tôi ký giấy đồng ý cho họ nuôi con. Vì tôi nghĩ rằng thằng bé được ở đây, nó sẽ được hạnh phúc nhưng thật ra tất cả chỉ là một màn kịch tôi đứng bên ngoài nhìn họ đóng cánh cổng một chiếc túi đầy tiền ném dưới chân tôi tôi bị ném đi như một túi rác tôi hét lớn bên ngoài trả con cho tôi tôi cầu xin anh đấy tôi như một kẻ mất hồn ôm lấy túi tiền ngồi trên chiếc xe buýt ngày tết không có một bóng người tết mà không về quê đấy à nghe giọng lái xe hỏi tôi buồn bã trả lời dạ cháu không ạ à? cái gì chả có cách giải quyết nếu thất tình ấy thì chú chỉ khuyên mày cứ ăn mặc thật đẹp vào sống cho thật tốt vào là trai nó thèm thôi tôi chỉ mỉm cười cho qua chuyện lúc này mẹ gọi cho tôi về nhà đi thúy con có như thế nào thì bố mẹ vẫn lo cho con tôi bật khóc như một đứa trẻ khi nghe thấy mẹ nói như vậy mấy ngày tết tôi đều thuê phòng gần nhà họ nhưng dường như họ không có nhà qua tết tôi đi làm và không quên hàng ngày đến đó thế nhưng kín cổng cao tường tôi chưa từng nghĩ họ lại cướp con của tôi còn xuân bên trong nhà nhìn qua camera nhìn thấy thúy đến cô ta tức giận tại sao cái con này cứ ám mãi không buông chứ cô ta nhấc máy gọi cho ai đó và gằn giọng nói to bọn mày xử lý nó cho tao cô ta quay ra nhìn thấy dũng đang ôm gấu chơi điện tử mẹ ơi mẹ mãi không về nhở mẹ không về đâu gấu ạ à? mẹ xinh lắm có sinh nhưng không về xuân thấy như vậy thì lên tiếng sinh cô ta mà sinh sao còn tôi đang trong quán pizza làm việc thì có vài cô gái đến chỉ vào mặt của tôi đánh chết mẹ nó đi con cướp chồng mọi người ra đây mà xem con này nó cướp chồng người ta bằng cách giả vờ xin một đứa con rồi mang con đến ăn vạ đấy vài ba đứa con gái bước vào túm tóc đánh vào mặt vào người của tôi chúng la hét giữa quán nơi tôi làm việc khiến cho mọi người quay phim và chụp ảnh tôi không quen mấy người mấy người tránh đi thế thì có đúng mày như thế hay không hả con đĩ này mày còn chối à Mọi người trong quán pizza tiếp tục đứng dậy quay phim và chụp ảnh. Tôi vùng ra khỏi họ, bỏ chạy ra bên ngoài. Tôi chạy bằng chân đất, vừa chạy băng qua đường thì một chiếc xe đâm vào tôi, khiến tôi ngã lăn quay ra đường, miệng của tôi ọc máu. Tôi nằm vật ra đó và cố gắng với chiếc điện thoại có ảnh của đứa con. Tôi không thể nào chết được, tôi phải đón con của tôi. Bệnh viện cấp cứu một cô gái đa chấn thương gãy xương chậu vỡ đầu, mặt bị dính axit, các bác sĩ còn sợ hãi khi tiếp nhận ca này. Tay của tôi vẫn nắm chặt chiếc điện thoại có ảnh của gấu. Xuân ở nhà nghe điện và cười một mình. Dũng thấy biểu hiện lạ của Xuân liền hỏi ngay. Anh đi công tác ít ngày, đang có tin đồn anh và hoa hậu A gì đấy. Nếu anh nói đây là sự thật, không phải tin đồn thì sao? Anh ơi là anh, anh có con rồi, sao anh vẫn vậy chứ? Anh tìm con đàn bà khác, vì cần con à? Sai rồi, bởi vì anh chán em. Xuân à. Anh thay đổi, em không cho phép." Xuân hét lên khi thấy Dũng nói như vậy. Tôi mở mắt vì cảm thấy thân thể của mình rất đau. "Thúy, tỉnh rồi đi à?" "Con ơi là con, sao lại ra nông nỗi này?" Tôi lặng yên nhìn trần nhà và không nói được gì. Trên mạng xuất hiện tràn ngập hình ảnh của tôi bị đánh, ai nấy đều comment rằng đáng đời, kẻ cướp chồng là tôi. Tháo chiếc băng trên mặt, tôi nhìn gương mặt của tôi, bỏng rát đến quái gì. Không sao đâu, mày đừng lo, mày còn xinh lắm. Cũng tốt, em là kẻ cướp chồng người ta, biến dạng thế này, chẳng ai nhận ra em cả mày có cướp được tí nào đâu mà cướp đúng là cái bọn ác hơn cả thú anh ta nói em phải bằng anh ta chị ạ à. vậy thì chỉ có cách lấy anh ta thì sẽ bằng nhau có phải không mày vừa nói cái gì điên rồ thế à em có một tỷ chị ạ à. một tỷ này em sẽ biến đổi em phải đi làm đẹp thế rồi tôi sang tận hàn quốc để phẫu thuật Cả phẫu thuật suốt 18 tiếng Đau đớn đến mức tôi lăn lộn vì đau Mày phải cố gắng lên Nhưng mặt em đau lắm Cố gắng lên Đau nhưng mà đẹp Thời gian trôi qua rất nhanh Một năm sau Tại đêm hội siêu mẫu Dũng là khách mời đặc biệt Ngồi nhìn các chân dài và siêu mẫu hội tụ Anh ta chỉ cần chọn Và dĩ nhiên đàn bà Về đội của anh ta Chỉ vì một cái chớp mắt Tại sảnh của đêm diễn, một cô gái mặc chiếc váy đen khoét sâu ngực, nước da trắng ngần, gương mặt xinh đẹp tự nhiên, tròn trịa, không cứng đờ, giống như những cô gái phẫu thuật thẩm mỹ bây giờ. Ai ai đều phải ngước nhìn cô ta. Ánh đèn sân khấu hiện lên. Trên sân khấu là những cô gái chân dài đang đứng vỗ tay. Chào mừng quý vị đến với đêm hội siêu mẫu. Các khách mời đứng lên vỗ tay trong đó có Dũng. Từ xa cô gái váy đen nhìn Dũng rồi nắm chặt váy. Tất cả chỉ mới bắt đầu. Ánh đèn tiếng vỗ tay tiếng cười nói của đám con nhà giàu cùng với những cô gái chân dài kiêu xa đang cùng nhau tạo nên giới thượng lưu. Ai nấy đều có vẻ mặt kênh kiệu. Người đàn bà, chủ của những siêu mẫu trên sàn diễn ngồi cạnh Dũng, cười nói nịnh nọt. Cậu Dũng này cậu chọn được cô gái nào chưa? Chưa, năm nay thấy bình thường, không có ai nổi trội. Vậy cậu cứ xem hết đi, rồi hãy chốt, chưa hết phim chưa thể nào kết luận. Ồ. Oh. Xem đến màn biểu diễn gần cuối thì xuất hiện một cô gái tên là Tiểu Vi. Tiểu Vi năm nay 18 tuổi, một bông ngọc trong công ty của chúng tôi. Cô gái xuất hiện trong chiếc váy đỏ ôm sát, khoe thân hình nóng bỏng cùng với tuổi trẻ rực rỡ, khiến bất kỳ ai trong khán phòng đều phải chú ý. Gương mặt đẹp không góc chết bước từng bước xuống sân khấu, khiến mọi người vỗ tay huýt sáo không ngừng. Dũng nhếch lông mày nói, "Tôi chọn cô gái này." "Dạ vâng, ok, sau đêm diễn này, cô ấy là của cậu." Dũng đứng dậy quay đi ra ngoài cửa thì đụng phải một cô gái, cô gái làm cho Dũng rơi điện thoại. "Xin lỗi anh, thật sự xin lỗi, tôi vô ý quá." Cúi xuống nhặt máy cho Dũng, sau đó ngẩng lên nhìn Cô gái trắng ngần vẻ mặt ngây thơ, không một chút bụi trần, dường như hấp hồn anh ngay từ ánh mắt đầu tiên. À, không sao đâu. May quá, chưa máy đắt tiền thế này, em không có tiền để đến. Vậy em làm việc ở đây sao? Dạ không, em đến ăn cỗ, ở phía khu bên cạnh à? Em không phải là người mẫu sao? Dạ không, đâu phải cứ xinh đẹp cao giáo là làm mẫu đâu anh. Em đi trước nhé. Em đi cái gì về đấy? Tất nhiên là đi xe máy rồi à?" Dũng thấy cô gái ra ngoài, dắt một con xe máy, trong khi mặc váy dạng chân dập số. "Này này, em gái, em bao nhiêu tuổi? Anh định gạ tôi qua đêm cùng anh sao?" <laughs> "Cái gì? Người ta hỏi tuổi rồi, sau đó hỏi tên và ABC. Anh bị điên à? Anh cười cái gì?" Lái xe của Dũng lúc này bước tới, khi mà cô gái lái xe vụt đi. Cậu Dũng, cậu cười gì vậy? Điều tra cho tôi, biển số xe đó. Vâng vâng, vậy giờ đến khách sạn chưa ạ? À? Hủy kèo, đàn bà dễ dãi, tôi thấy chán rồi. Cô gái đi sau đó gọi điện cho chị gái. Thế nào rồi Thúy? Tiếp cận thành công rồi, anh ta sẽ điều tra em, nên cứ chuẩn bị sẵn sàng đi chị. Nỗi đau mà anh ta gây ra cho tôi, tôi nhất định chẳng bao giờ quên nhất định là mãi mãi không quên cả anh ta và vợ của hắn nhất định phải trả giá về những nỗi đau mà họ đem đến cho tôi cô gái tên tiểu vi đứng trong phòng rót rượu sẵn nghe điện thoại luôn anh ta hủy rồi ạ à? không thể nào đúng vậy anh ta hủy kèo rồi anh ta có nói tại sao không ai mà biết được chứ chán thật đấy chị yên tâm lần sau anh ta không cưỡng được chị đâu dũng vừa về tới nhà thấy xuân cô ta đang ngồi chờ sẵn trên ghế em cứ nghĩ đêm nay anh không về dũng không nói gì đang định bước lên phòng anh ta cầm áo quay đi thì xuân hét lớn anh còn định thế này đến bao giờ đến khi nào cuộc hôn nhân này kết thúc em đã làm gì sai chứ chúng ta có một quãng thời gian rất đẹp yêu nhau bên nhau vậy mà hết lần này đến lần khác anh đều làm tổn thương em anh không làm tổn thương em, mà chính bản thân em đang tự làm tổn thương chính mình. Em trói buộc anh bằng cuộc hôn nhân chết tiệt này. Hôn nhân chết tiệt sao? Em nói cho anh biết, là anh đến hỏi xin cưới em, chứ em không theo không anh, là gia đình anh cưới hỏi em đàng hoàng, ngay cả việc anh có con, rồi hết người đàn bà này đến người đàn bà khác, em luôn phải chạy theo anh để ngăn chặn. Vậy mà cuối cùng, anh vẫn có con riêng bên ngoài. Chừng nào bố anh chưa lên trước thì bố anh ấy còn cần nhờ đến bố tôi vậy sao vậy thì anh nói cho em biết là bố anh có lên hay không ấy chả ảnh hưởng gì đến anh và em cả em biết anh ghét nhất là cái tính ghen tuông mù quáng của em nếu đã là đàn bà không sinh được con ấy thì em phải học cách chấp nhận anh rất hối hận khi cưới em anh đừng để em điên lên em sẽ giết chết tất cả các con đàn bà xung quanh anh Dũng lập tức lái xe ra khỏi nhà. Tôi ngồi trong nhà nhìn ra bên ngoài trời mưa, tay cầm tấm ảnh của Gấu. Gấu à, đợi mẹ. Mẹ sẽ sớm trở lại với con. Chị gái tôi lúc này lên tiếng. Người mình thuê báo hắn vừa ra khỏi nhà, mặt mày có vẻ không vui. <laughs> Chắc chắn là cãi nhau với vợ rồi. Cô ta vẫn vậy, mù quáng, chạy theo anh ta đến khi nào? Và quan trọng cô ta là một con đàn bà có tâm địa rất độc ác. Em định tiếp cận hắn theo cách nào? Tấn công, luôn tỏ ra sang chảnh. Giả nghèo đi chị, hắn thích các cô gái mới lạ hơn, là bọn tiểu thư lắm tiền. Khi xưa hắn từng đò đưa với em, khi đó em chẳng có gì. Vậy em tính giả nghèo rồi sao? Phải moi tiền, moi tiền phát triển cửa hàng của em. Đến khi mọi chuyện, dù có vỡ lở, thì chúng ta lúc đó cũng có tiền. Thủy nhách miệng cười, rồi tay ôm chú chó nhỏ, nâng ly rượu vang lên uống. Thúy lặng lẽ mở ngăn kéo trong phòng của mình. Trong chiếc phong bì có những bức ảnh ngày xưa của Thúy và những bức ảnh khuôn mặt của cô bị biến dạng trong đau đớn. Thủy nắm chặt tay. Anh nói rằng chỉ có thể ngang hàng với anh mới có thể tiếp cận được anh ở bên cạnh anh. Vậy thì để cho tôi biết anh Ngang hàng cùng với tôi nó như thế nào?" Thúy cười rồi chảy nước mắt giống như một kẻ điên. "Hôm sau tại cơ quan của Dũng, nó làm dự án vượt quá sự cho phép đến 6 tháng rồi mà không một ai biết, hay là có ai ăn tiền rồi lấp liếm đi hay không?" "Dạ không đâu thưa sếp, thật sự đây chỉ là sai sót ạ." À? "Sai sót? Chỉ cần nói ra một từ sai sót là xong à? Thì không có kẻ vào tù, hiểu chứ?" dạ thưa sếp chúng ta cứ nhắm mắt cho qua vụ này có được không đây là cháu họ tôi chỉ là một khách sạn nhỏ xin sếp dũng bỏ qua hóa ra là cháu của anh à vậy thì tôi nói cho anh biết con của thủ tướng hay là con của chủ tịch nước nếu vi phạm cũng xử phạt như bình thường chứ đừng nói là cháu của anh đập cho tôi kìa cậu dũng nếu là đập thiệt hại quá lớn giải tán cuộc họp đồng thời yêu cầu ban chỉ huy nhân sự sa thải anh Tân đây vì lạm dụng quyền hạn, gây nên hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tân đứng dậy bỏ tay vào túi quần, con trai ông ta tóm tay của bố, ý muốn ông hãy bình tĩnh. Bố à, thằng này có chức có quyền, bố không đùa được đâu. Tạo hận là tao từng này tuổi rồi, lại luôn ở cấp dưới của một thằng trẻ danh. Nếu như không có bố của nó, thì nó chả là cái thá gì. Bố nó có lẽ sắp lên trước, Thế nên tốt nhất Mình đừng có dây vào bố à Dũng đi qua các nhân viên trong bộ xây dựng Đám con gái trong phân khu Đều thích được anh ta nhìn thấy Nghe nói chỉ cần anh ta thích ai Anh ấy nhất định Sẽ chiếm bằng được đấy Anh Dũng ơi Sếp ơi Đến chiếm em đi Dũng lên chiếc xe sang và phóng đi Anh ta phanh xe bên góc đường Gục đầu vào vô lăng Bởi vì quá mệt mỏi và thiếu ngủ điện thoại về công việc email báo liên tục đến điện thoại của mẹ dũng con không về thăm thằng bé sao con bận lắm ai chả bận nhưng phải dành thời gian cho con mình chứ con bận không có thời gian mà thở đây mẹ mẹ thấy con không có tình cảm gì với con trai của mình con chỉ hứng khi có nó mẹ nó biến mất rồi bây giờ bố nó không một lời hỏi han làm sao mà nó sống được nếu như mẹ không nuôi Mẹ gửi nó về cho con. Ý của mẹ không có kêu than gì. Còn cúp máy đây. Dũng đang định lái xe đi, thì phía bên kia đường nhìn thấy Thúy, đang đạp xe. Mặc một chiếc áo phông quần jean vô cùng đơn giản. Trong giỏ xe đạp, có một chú chó nhỏ. Nụ cười khi Thúy nhìn chú chó, khiến cho Dũng lặng yên. Anh ta bất giác lái xe, đi theo bên cạnh Thúy. Kéo kính xuống, anh ta cười tươi. Đi đâu đây em? chúng ta quen nhau sao quên nhanh như vậy mấy tuần trước chúng ta gặp nhau xin lỗi anh tôi chả có ấn tượng gì với anh cả vậy phải làm thế nào mới có ấn tượng kim cương vàng hay đô la tôi chỉ thích chó thôi xin lỗi anh nhé dũng không đi xe sâu vào một con ngõ thầy thúy đang cùng với vài người họp hội chó anh ta đứng nhìn cười sau đó cười nhạt điện thoại lại reo lên là lái xe gọi Đồ của cậu tôi chuẩn bị xong rồi. Chúng ta phải đi công tác. Cho kịp giờ à? Ừ, tôi biết rồi. À, sếp. Cô Tiểu Vi đi cùng với cậu có được không? Tiểu Vi là ai? Cậu nhanh quên thế. <laughs> tôi chẳng nhớ ai ngoài vợ của mình. Thế thì cậu chung tình đi à? Thúy chơi với chú chó rồi ngẩng lên nhìn thấy Dũng đi vụt qua. Chị chuẩn bị đồ cho em rồi đấy. Hắn đi đâu đấy hả à, chị? Phú Quốc Nhưng nghe nói hắn đi công tác Bao giờ cũng có gái đi cùng Chị yên tâm Em có cách của mình Em muốn nhanh chóng Được gặp lại gấu Dũng lên máy bay đáp chuyến bay đến Phú Quốc Vừa đến nơi cô gái Tiểu Vi Mặc một bộ bikini màu xanh Đứng ở góc bể bơi Tại gì sọt nơi anh ta sống Em chào anh ạ à. Ừ Anh đi có mệt không Bay gần thì có gì đâu Em cứ tiếp tục bơi đi Tiểu Vi quay người đi, ba vòng đẹp không tì vết, với gương mặt xinh xắn, khiến cho Dũng cười nhẹ. Dạ thưa sếp, họp tại khu vực A lúc 9 giờ sáng mai, bị lùi lại một ngày. Ừ, ok, không sao. Dũng đang mở rượu uống, thì thấy bên bể bơi. Thúy, đến đây sao? Anh ta giật mình. Anh ta dụi mắt một lần nữa, mở ra và không thấy Thúy đâu. Anh ta chạy ra bên ngoài, trong chân đất. Thấy vài cô gái cùng với các chàng trai đang cười nói vui vẻ với nhau. Vài người lớn tuổi, anh ta thở phù nhìn xuống bể bơi. Thì từ dưới bể, Thúy nổi lên vuốt tóc, khiến anh ta giật mình. Thúy lại coi như chẳng để ý đến Dũng, mặc bikini nắng, với mái tóc dài. Lên bờ tròn nhẹ chiếc khăn, rồi xoay người tạo dáng chụp ảnh. Nhếp ảnh lúc này hô lớn. Đẹp lắm, ok, tốt tốt. Thúy nghiêng người tạo dáng ngây thơ, cùng với gương mặt xinh đẹp, khiến các chàng trai tại bể bơi ngẩn ngơ. Này, tao chưa bao giờ thấy ai xinh mà dáng đẹp thế kia. Bây giờ người ta toàn thầm mỹ nhìn cứng đơ, công nhận bạn kia xinh thật. Dũng vừa thở vừa cười quay đi rút điện thoại. Tao muốn tối nay cô gái kia phải thuộc về tao. Thúy vẫn đang tạo dáng rồi nắm chặt tay vào bikini, nhìn Dũng bằng ánh mắt đầy thù hận. Bài hát trong phòng Dũng bật nhạc ngân nga anh ta rót rượu và cười nhẹ tiểu vi từ phía sau ôm lấy eo của dũng anh dũng anh đi đâu thế đi hái hoa bắt bướm <laughs> anh nói dối anh chưa nói dối ai bao giờ vậy tối nay chúng ta ra ngoài hay là ở trong này ăn ạ à? anh hơi mệt tối chúng ta nói chuyện nhé anh ta bước vào bên trong nằm và nhắm mắt còn tiểu vi bên ngoài nắm chặt tay chả nhẽ anh ta không cần mình sao Tiểu Vi tự tấn công khi Dũng đang nằm ngừa nhắm mắt. Cô ta trong bộ bikini nắm lên người của Dũng rồi dùng tay cởi áo của anh ta. Anh nói là anh mệt. Nếu điều đơn giản nhất của một khách hàng nói mà em không hiểu thì thật sự anh vô cùng thất vọng đấy. Đẹp chưa đủ đâu em à. Em còn cần phải dùng cái này. Dũng chỉ tay vào đầu ý là não. Tiểu Vi bật dậy ngại ngùng đôi mắt đỏ bừng giống như sắp khóc tôi vào trong phòng cùng mấy người bạn quen chụp ảnh chị gái tôi thắc mắc thế nào hắn mắc bẫy chưa em không rõ nhưng hắn quay đi không nói gì sao không tấn công lạ nhỉ tôi đang băn khoăn thì nghe tiếng gõ cửa mọi người vội vàng lánh vào trong phòng ngủ tôi đi ra ngoài mở chào cô thúy anh biết tên của tôi tôi biết chứ tôi có chuyện này muốn trao đổi với cô trao đổi sao? Tôi nghĩ tôi không có gì để trao đổi với người lạ như anh." Cô nghe tôi nói, "Một đêm 500 triệu là cái giá mà ông chủ tôi muốn có cô." Ông chủ của anh thừa tiền nhỉ? 500 triệu thiếu gì người mà phải cần tôi. Tôi lại không cần đến tiền. Xin lỗi, tôi bận rồi. Đừng có làm phiền tôi." Cô không cần biết đó là ai sao? Tôi không cần." Dũng đang nằm nghe máy. "Thế nào?" Cô ta từ chối. Cái gì? Từ chối? Cô ta đòi bao nhiêu? Thật ra là từ chối, chứ không đòi thêm mà. Cay chưa? Chẳng có đứa nào dám làm tao khó chịu đến thế này. Tìm điểm yếu của nó, nhà cửa xe cộ, hay bất cứ điều gì. Tôi điều tra rồi, cô ấy ở cùng với chị gái, hai chị em đi bán hàng ở trung tâm thương mại. Gia cảnh không khá giả gì. Là gái quê sao? Tại sao cô ta vào được đây? Hình như là đi chụp mẫu quần áo cho người ta thôi ạ. À. Chết tiệt, một đứa nhà quê lại dám từ chối tao à? Tao chén mày xong, tao dẫm nát mày luôn. Mày muốn làm cao với tao à? Tôi đến Dũng cùng với Tiểu Vi, đến nhà hàng hải sản lớn nhất để ăn uống. Anh ăn ít thế? Ừ, ăn nhiều một chút. Hôm nay anh mệt. Thế mà em cứ tưởng anh làm Điều gì Phật ý em? Ngoan thì anh thưởng. Tại nhà Xuân thấy những bức ảnh gửi về, Dũng đang đi bên Tiểu Vi, cô người mẫu xinh đẹp nhỏ nhắn. Cô ta hét ầm lên và đập phá bàn ghế. Tại sao mày dám? Thằng khốn nạn! Dũng đứng dậy đi vệ sinh, vừa ra cửa thấy Thúy đang nhìn vào bề cá, đang nhìn con tôm, rồi mặt buồn thiu. Anh ta bước đến bên cạnh. Vào ăn thôi. Dạ thôi, cháu chỉ xem, chứ không có tiền ăn con này đâu ạ à? cô mỉm cười sau đó ngẩng đầu lên nhìn thấy dũng lại gặp nhau rồi em ăn gì chưa tôi tôi chưa vậy tôi mời em không cần đâu chúng ta không thân thiết đến mức mời nhau ăn thắt tiền như thế này vậy em muốn ăn gì thúy không trả lời quay đi ra chợ đêm mua cá nướng vừa đi vừa ăn ăn như vậy lấy đâu ra chất chứ có chứ vẫn là chất có cá. Nhưng tại sao anh cứ đi theo tôi? Chúng ta cùng đường. Ra ngoài kia, tôi mời cô ăn. Anh có vẻ nhiều tiền nhỉ? Rất nhiều tiền. Nhiều tiền hay cô đơn lắm. Tôi nghĩ anh là người như vậy. Dũng lặng yên trước câu nói của Thúy. Nhìn cô ăn cá, mái tóc bay bay bên bờ biển, thân hình đẹp. Nhưng Thúy mặc quần bò jean, ống rộng, áo phông đơn giản. Mái tóc buộc cao nhẹ nhàng, khiến cho Dũng ngần ngơ. Nếu như em không chê, để tôi làm con cá trên cái que xiên đó, có được không? Điên à, để làm cái gì chứ? Để được đưa lên miệng của em. Ừ. Anh thật là xàm. Thực sự là qua cái thời tán gái kiểu đấy rồi. Bây giờ nói ra đúng là tôi ngại thực sự. Anh biết tên của tôi không? Không. Tôi tên là Thúy. Tôi cố nhìn xem sắc mặt anh ta có thay đổi gì không? nhưng dường như anh ta chẳng nhớ gì về thúy của quá khứ hay nói đúng hơn anh ta chẳng để thúy ở trong đầu tên của cô đẹp nhỉ vậy sao tôi đỏ mắt nắm chặt tay trong túi quần chỉ hay và đẹp thôi sao ừ, không hay không đẹp thì là cái gì thầy thúy đang định thuê xe đạp dũng vội vàng trên ngang chúng ta đạp xe đôi cùng nhau nhưng chúng ta không phải là một đôi đạp xe cho khỏe quan trọng gì đôi tôi cười sau đó quay đi lúc trên xe anh ta nói với tôi cô ôm vào áo của tôi không ngã bây giờ ngã làm sao được mà ngã thì phòng kẹo ngã vào lòng tôi tôi và anh ta đạp xe dọc bãi biển nói chuyện rất rôm già dừng xe tại cây cầu gần biển tôi đi mua lon nước ngọt rồi đưa cho dũng tôi thưởng cho anh đấy hào phóng quá xin nhá anh đi biển với ai? Đi một mình. Còn cô? Tôi đi cùng mấy anh chị trong shop thời trang. Họ thuê tôi mặc đồ mẫu. Họ trả cao không? Bốn ừ, 40.000 một bộ. 40.000? <laughs> thì anh nghĩ là bao nhiêu? Mua hai lon nước cho anh là mất một bộ rồi đấy. Thế thì cô đừng làm nữa. Không làm thì tiền đâu mà sống. Tôi không thích dùng cái vốn tự có. Làm con người phải có mục đích sống Tôi muốn có tiền, mở cửa hàng cho riêng mình. Tôi thích làm neo, làm đẹp cho đời. Cũng không phải có điều kiện gì mà tỏ ra tiểu thư sang chảnh. Tôi không thích. Em rất xinh. Tôi có bảo là tôi xấu đâu chứ. Mà thôi, chúng ta về. Trời sắp mưa rồi. Vậy để tôi đèo cho nhanh, chứ anh đi chậm lắm. Tiểu Vi ngồi ở quán một mình, bị bỏ lại. Cô ta tức đến nghẹn cổ. Anh ấy vẫn chưa quay lại đâu à Thế thì tính tiền đi Dũng đưa tôi về khu phòng của khách sạn Tôi chào hỏi Anh về nhá Ừ, ngủ ngon Anh cũng vậy Khi nào về thành phố Cho anh xin số nhá Để xem nếu như có duyên Dũng đi bộ về phòng vừa đi vừa cười Giống như kẻ mới yêu Thấy Tiểu Vi mặc sẵn bộ đồ ngủ Nóng bỏng Anh đi đâu đấy Đi dạo anh quên đang ăn cùng với em sao ừ anh quên xin lỗi nhé ngày mai anh họp còn rất nhiều việc phải làm vậy em vào phòng trước nhé ừ ngủ đi tiểu vi lúc này nhắn cho chủ của cô ta liệu hắn có bị bê đê không không trai thẳng đấy bê đê đâu mà bê đê hắn là dân chơi có tiếng tiểu vi đọc tin nhắn xong thì thở dài ngồi nhìn dũng qua khe cửa thế thì tại sao anh ta không chú ý tới mình chứ dũng mở tủ lạnh thấy lon nước anh ta lại nhớ tới lời của thúy hai lon nước bằng một bộ đồ tôi chụp rồi đấy anh ta tự cười tùm tìm một mình thúy về phòng nghĩ lại dũng không nhớ gì về mình thúy nắm chặt tay chị gái vội hỏi ngay tiến triển không để xem thế nào hết đêm dũng sau khi làm việc xong anh ta thấy thúy đi bộ lướt qua cửa kính vội vã mở cửa chạy theo rồi tóm lấy tay của thúy này không ngủ à em đi đâu đấy dạ ơ ờ, làm sao thế này sao lại khóc dạ không sao có chuyện gì nói với tôi tôi sợ tối nên cứ tìm khu có ánh sáng để đi vì họ thuê có hai phòng một đôi chủ và một chồng còn bên này toàn nhiếp ảnh là đàn ông tôi không vào được Vậy là sợ tối. Cô cứ đi bộ như thế này sao? Chờ trời sáng rồi tôi về. Chưa nam nữ tôi sợ. Dũng lúc này ôm trầm lấy Thúy. "Đừng có sợ, có anh ở đây." Thúy tựa vào ngực của Dũng sau đó cười nhẹ. "Thôi, anh ngủ đi, xin lỗi lại để anh thấy cảnh này." Dũng nắm chặt lấy tay rồi gọi cho Lễ Tân chuẩn bị phòng. Cho một phòng đẹp view biển nhưng tôi không có tiền để ở phòng như vậy thế chả nhẽ em định ngủ bên ngoài tôi chờ trời sáng cũng được mà đừng có điên nữa dũng cứ như vậy kéo tay tôi bước vào trong phòng anh thích em hình như quá nhanh và quá nguy hiểm em nghĩ rằng tôi trêu em sao dũng không nói gì nữa anh ta lao tới hôn tôi tôi đấm vào ngực của anh ta đẩy ra nhưng không được anh ta thò tay ra sau, rất nhanh cởi áo lót của tôi. Anh đừng có làm thế với tôi. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Tôi không cần cái trách nhiệm của anh. Vậy em cần gì, tôi cho em. Tôi chẳng cần gì cả, anh buông tôi ra. Dũng lột sạch đồ, chỉ đến khi tôi chỉ còn một bộ đồ lót. Em rất đẹp. Không được, anh đừng làm gì tôi cả, tôi xin anh. Anh làm và em sẽ thích. Sau đó anh ta cởi bỏ quần áo và bế tôi lên giường em đừng dãy rủa đừng có chạy tôi sẽ trân trọng em dũng đặt tôi xuống giường vồ vập lấy tôi tôi ôm cổ anh ta rồi cười như thỏa mãn đúng như kế hoạch của tôi một mặt tôi vẫn khóc giống như sợ hãi tôi đau lắm tôi không chịu được đâu tôi ghét anh tôi hận anh em ghét cũng được nhưng đêm nay em là của tôi tôi cứ giả vờ khóc và không nói câu gì Hôm sau tôi lấy kim đâm vào đầu ngón tay rồi quét vào đệm. Dù có phẫu thuật vùng kín, nhưng màng trinh có máu sẽ khiến anh ta tin tưởng hơn. Tôi rời đi khi anh ta đang ngủ và để lại tờ giấy. Cảm ơn vì cho tôi ngủ nhờ. Dũng sau khi tỉnh dậy, anh ta lắc đầu có vẻ mệt mỏi, lật chăn ra thấy máu. Dũng lại nhớ lại vẻ mặt đau đớn ngày hôm qua của Thúy. Không lẽ cô ta còn trinh sao? anh ta cầm tờ giấy rồi chạy ra ngoài tìm kiếm lúc tắm dũng đấm tay vào tường sao mình lại làm như vậy với một cô gái như thế điên rồi mình thèm khát đến mức như vậy sao giữ tay lên ngực dũng anh gọi điện cho ai đó tìm cô gái ấy cho tao nhất định phải tìm thấy cô ta trở về phòng thấy vợ đứng sẵn chờ đợi dũng chào anh sáng đi tập thể dục sớm quá nhỉ Em đến đây làm gì? Đến xem anh chơi gái, xem nó có thai chưa? Rảnh rỗi. Nếu con tiểu vi đó có thai thì sao? Thì đẻ. Vậy anh coi tôi là gì? Anh nói với em rồi, hôn nhân của chúng ta bây giờ đã nguội lạnh rồi. Tôi không chấp nhận không bao giờ. Còn người anh cả đời có biết thế nào là yêu hay không? Có chứ. Khi tôi hỏi cưới cô là tôi đã từng yêu cô rất nhiều. Còn bây giờ, cô bước ra khỏi đây thúy trên máy bay nâng ly rượu vang với chị gái đeo một chiếc kính đen đầy vẻ sang trọng hắn sẽ mê mệt cho mà xem vậy thì chúc mừng em gái xuân ơi là xuân tao sẽ sớm gặp lại mày đang ngồi cà phê tôi bất chợt thấy hiếu đang ngồi uống cà phê cùng với một nam một nữ tôi nhìn hiếu người chồng cũ rồi bất giác tôi sợ hãi đeo kính lên sao thế là hiếu chồng cũ của em sao phải tránh nó nó nhận ra làm sao được tôi nhìn cô gái bên cạnh hiếu ôm tay rồi tựa vai vào anh ta anh ấy đã có một người phụ nữ mới ai rồi cũng có bến đỗ mới cho cuộc đời mình chỉ tiếc rằng tôi đã sai lầm khi đi xin con mà không nghĩ đến hậu quả của nó Hiếu ở góc bên kia nhìn sang bên bàn của Thúy Anh ta cũng ngờ ngờ Anh quen chị gái kia à? Không, xinh như vậy làm sao anh quen được Ghét đàn ông các anh cứ thấy con gái xinh ấy Là chả để ý gì đến ai cả Anh chỉ thấy Có một thứ gì đó Lấn cấn thôi Thúy đứng dậy bước ra ngoài Chị gái cầm túi sách đi theo sau Thúy, quên túi Hiếu nghe thấy liền lặng yên gương mặt buồn bã vô cùng thúy ư em có hạnh phúc không này anh lẩm bẩm cái gì đấy ừ, không có gì tôi lên chiếc xe đắt tiền và lái vụt đi vừa đi vừa nghĩ đến quá khứ của tôi và hiếu tại quán bà dũng sau khi bàn bạc công việc xong anh ta đi ra khỏi quán trong tình trạng say rượu vừa bước ra xe thì tiểu vi chờ sẵn anh say chưa ạ à? theo em thì sao theo em thì anh say rồi có thì anh mới gọi em chứ có phải không vậy anh đưa áo khoác em cầm cho nhé không cần người theo dũng thấy dũng ở trong xe với tiểu vi hắn báo cáo về cho xuân ngay chồng chị đang đi cùng với cô ta đấy xuân cúp máy còn điếm khốn kiếp tao sẽ cho mày thân tàn ba giải câu nói này mẹ của xuân đứng bên ngoài và nghe hết Sao vừa mới về nhà lại cứ lẩm bẩm cái gì thế hả? Con mệt mỏi lắm mẹ ạ. Thằng Dũng nó sống với con như vậy, thế thì con còn thiết tha gì nó? Con không bỏ anh Dũng được, con yêu anh ấy. Bởi vì yêu, con đã làm biết bao nhiêu việc để được ở bên cạnh anh ấy. Mẹ thấy nó nhạt nhẽo hời hợt với con từ lâu, thế mà con còn cố chấp ở với nhau, chỉ khổ con thôi. Con chấp nhận hết chỉ cần có bố mẹ bên con là con chấp nhận hết con là đứa quá si tình còn ngu ngốc lắm đúng con ngu ngốc lần này chuyển phôi con sẽ đậu thai nhất định tại vì con còn ba phôi cuối cùng mẹ cũng hy vọng là mày có thai dũng đưa tiểu vi đến căn chung cư cao cấp của anh ta vừa vào phòng anh ta bật rượu tiểu vi tóm lấy chai rượu anh cứ để em rót cho chắc em đang thắc mắc tại sao anh không động vào em dạ có nhưng em không dám hỏi đơn giản bởi vì anh chưa thích em đến mức có thể ngủ cùng với em vậy em chưa đạt chuẩn của anh à không rất đẹp nhưng em đến không đúng lúc trong lòng của anh lại có một cô gái khác rồi thế tại sao anh còn gọi em bởi vì em là lá chắn tốt nhất để anh che giấu cái cô gái mà anh thích anh anh là kẻ xảo quyệt dũng tắm mà trong đầu cứ nghĩ đến cô gái tên thúy tại bờ biển nhớ ánh mắt của thúy đang ngồi khóc co người vì đau khi quan hệ anh ta lấy nước sấp vào mặt rồi thở dài nhìn vào trong gương mày yêu rồi sao không chỉ là mới như vậy thôi đây không phải là tình yêu sáng ngày hôm sau xuân đến chỗ tiểu vi mày nhận ra tao chứ dạ tao là vợ của dũng em chào chị <laughs> tao cảnh cáo mày tránh xa anh ta ra nếu như mày còn gần chồng tao tao xé mặt mày ra đấy xuân nói một cách ghê gớm rồi quay đi khiến cho tiểu vi cảm thấy sợ run bần bật dũng vừa họp xong đang được đối tác mời đi ăn trưa. lái xe lúc này tìm anh và nói tìm thấy cô ấy rồi à Dũng được lái xe đèo đến một tiệm neo Trong một mặt ngõ phố cổ Qua ô cửa kính Anh thấy Thúy đang ngồi Mái rũa móng cho khách Vô cùng chăm chú Cô ấy còn bố mẹ già ở quê Rất là nghèo Hiện đang làm thuê cho tiệm neo này Và đi chụp ảnh thuê Cho các shop thời trang thưa sếp Yêu đương thế nào Dạ chưa yêu ai à Vậy mình về trước Mình tôi ở lại Hôm nay hủy hết cuộc hẹn cho tôi Dạ vâng thưa sếp rồi hôm nay cứ đón Tiểu Vi về căn hộ cho tôi. Dạ vâng. Dũng xuống xe, anh ta đi bộ ra đầu phố, mua một bông hồng rồi mỉm cười đứng hút thuốc bên vệ đường, tay cầm bông hồng, thấy chú bé đánh giày đi qua, anh ta gọi. Này chú bảo, chú cho 500 nghìn, sang bên kia đường, gọi cô tên Thúy, bảo có người ra gặp nhé. Vâng, cháu làm được. Chị nào tên là Thúy, có người gặp ạ? À? Tôi đang ngồi thì chú bé đánh giày gọi tôi. Ai thế? Tôi ra bên ngoài nhìn hai bên, đột nhiên có người nắm tay tôi. Anh thấy em rồi. Tôi, tôi không quen anh. Dũng kéo tay tôi vào một con ngõ ở bên cạnh. Anh tặng em. Anh cầm về đi, tôi không muốn anh nghĩ gì, cứ coi như chuyện đêm đó chỉ là chỉ là sự cố. Không được, anh luôn nghĩ về em từ ngày hôm đó. Vậy anh đừng nghĩ nữa Anh giàu có như vậy tôi không xứng với anh đâu Nhưng anh nhớ em Anh rất nhớ em Anh chưa bao giờ thích ai nhiều đến như vậy Tôi không tin Em phải tin Anh quên tôi đi Tôi thật không ngờ đến tối Tôi tan làm Anh ta đang còn đứng chờ tôi Anh chưa chờ ai lâu đến như vậy Tôi đâu có cần anh chờ chứ Tôi dắt chiếc xe máy cũ ra ngoài Vừa lên xe Thì Dũng nói với tôi anh chờ em về Thế anh về bằng cái gì? Anh tự về được Dũng đèo tôi đi trên con phố Qua các con phố tấp nập của thủ đô Trên chiếc xe cà tàng Tay cầm bó hoa Sau đó tôi bóp nát Em ăn kem không? Này chưa có lương Tôi hết tiền rồi Điên à? Đi với anh Anh phải bao chứ Tôi không nên ăn cái gì Không phải của mình Ăn của anh cả đời Anh đồng ý tôi thấy dũng chen vào đám đông mua kem anh ta sợ người khác chạm vào mình anh ta vã mồ hôi để mang kem cho tôi này ăn đi không nó chảy nước mắt anh đang đi xe hơi mà đi xe máy cùng tôi thế này anh có ngại không ngại gì mà ngại bình thường anh có chê gái nhà quê và phân biệt về giàu nghèo không không sao em hỏi thế trong lòng tôi nhớ mãi lời anh ta coi thường và đuổi tôi ra khỏi nhà ngày hôm đó anh ta khinh tôi là gái quê và phân biệt giàu nghèo với tôi đàn ông khi chưa ăn được thì nói tốt ăn xong là đạp đổ ngay anh ăn em rồi còn gì nữa có làm sao đâu thế rồi tôi và dũng đi bộ dọc hồ tây anh ta cứ nắm lấy tay của tôi anh yêu em tôi chả có gì để anh yêu cả tình yêu ấy có những lúc rất sâu đậm nhưng lại có những lúc dễ mắc sai lầm lắm bởi vì yêu anh sẽ cố gắng lắng nghe em. Em có gì hay là không có gì, anh vẫn thích làm bạn gái của anh nhé. Ngày mai tôi cho anh câu trả lời. 5 giờ chiều ngày mai tại đây. Tôi trả lời anh nhé. Ừ. Tôi phóng xe đi nhìn qua gương, thấy anh ta có vẻ mặt rất vui. Tôi vội vàng thay đổi sắc mặt. Tôi về nhà thay đồ, mặc bộ đồ ngủ rồi đứng bên ban công cầm ly rượu, nghĩ đến Dũng anh ta nhất định phải trả giá, do anh ta tất cả mà ra. Ngày hôm sau Tiểu Vi bị hủy tất cả các sâu diễn, cô ta hét lớn. Rốt cuộc là mình, đang bị làm một con rối. Cô ta quyết định đi gặp vợ của Dũng. "Chào chị, em là Tiểu Vi, chị đừng ngạc nhiên, khi em xin gặp chị, em có chuyện muốn nói à?" "Vào đi." "Sao?" Xoạc chán chê rồi Bây giờ gặp tôi có chuyện gì? Anh Dũng chưa từng chạm vào em. <laughs> Mày đang viết chuyện cổ tích đi à? Sự thật là như vậy. Anh ấy chưa từng động vào em. Và anh ấy đang che giấu một cô gái. Nghe buồn cười thật. Chị đừng hủy hết các sâu diễn của em. Bởi vì em thực sự chưa từng ngủ với chồng chị. Cái đêm ở Phú Quốc, anh ấy không về phòng với em. Mày nói thật chứ? Tao ghét nhất là mấy con điếm. Nói thì hay lắm, nhưng mà nhân cách thì bẩn. Tùy chị, nhưng chị đừng để hối hận khi chị tập trung vào em. Tiểu Vi ra về, Xuân lúc này nhấc máy gọi cho ai đó. Tao muốn hỏi khu gì sọt đó, chồng tao có đặt thêm phòng nào tại đó hay không? Hỏi luôn cho tao. Và cô gái qua đêm với hắn. Là ai? Tên gì? Dạ lúc 3 giờ sáng, trả phòng lúc 8 giờ. Và anh ấy đi cùng một cô gái. Tên là Thúy ạ? À? thúy sao xuân nghe xong thì buông thõng cánh tay cô ta tự cười mỉa mai anh ta thích bọn đàn bà tin là thúy sao thúy đang ngồi nghe nhạc và tự cười một mình chị gái bước đến hỏi ngay vợ nó sẽ sớm biết em ạ à. em đang mong biết càng sớm càng tốt chị sợ nó lại hại em em lại mong nó hại em chị ạ à? ngày hôm sau dũng mua sẵn một bó hoa chờ Thúy ở điểm hẹn. Cơn mưa rất to, nhưng anh ta cứ chờ mãi. Chờ mãi, không thấy Thúy đến. Anh ta tức giận, ném bó hoa xuống đất. Thúy trong cửa hàng neo, nhìn ra bên ngoài trời mưa. Dự báo có bão đấy chị Thúy. Em thấy chị định đi đâu à? Ừ, định đi thôi. Đang quay vào thì tiếng chuông gió ở cửa vang lên. Báo có khách, một người phụ nữ đeo kính đen, đi cùng với hai cô gái khác tôi nhận ra đó chính là xuân đứa nào tên là thúy là tôi tôi quay ra thì bị cô ta tát bốp vào mặt gọi chủ của mày ra đây chúng mày chán làm ăn rồi hay sao mà dám để nhân viên đi cướp chồng của người khác tôi lúc này tát cô ta ngay giữa cửa hàng chị bị điên à chúng ta không quen nhau tôi không biết chồng chị là ai mày mày dám đánh tao có cái gì mà tôi không dám Nhân viên lúc này lên tiếng. Đây là chị chủ của chúng tôi. Còn chị là ai? Tại sao lại vào đây đánh người? Mày, mày dám đánh tao? Tôi nhìn thấy Dũng đang dừng xe bên ngoài, liền đứng im cho Xuân đánh. Thực sự em không biết chồng chị là ai. Em chưa bao giờ cướp chồng của ai cả. Hả, con đĩ này, mày đổi giọng nhanh thế nhỉ? Lao vào túm tóc của Thúy, Dũng mở cửa và thấy Xuân đang đánh tôi. Xuân, dừng tay! Chị Xuân, em không biết chồng chị là ai cả. Thầy Thúy bị cào mặt, Dũng vội vàng bước đến tóm tay của Xuân. Em xin lỗi đi. Tại sao phải đi xin lỗi một con phò? Anh à, nói kiểu gì thế à? Em là vợ của anh, tại sao anh bắt em đi xin lỗi chứ? Xin lỗi, nhanh lên. Nếu không, tao không để yên cho mày đâu. Dũng lúc này kéo tay Xuân đi, còn tôi mỉm cười nhìn họ đi khuất. Mới là mở đầu thôi. Tiếng sét bên ngoài ô cửa báo hiệu những sự khởi đầu mới của tôi và Dũng. Chị gái tôi lên tiếng hỏi tôi. Nó cào xước cả mặt rồi đây này. Có đáng gì đâu chị. Sao lại không đáng? Bây giờ thì sao? Em muốn Xuân khổ tâm. Khổ tâm mới là thứ đáng sợ hơn cả thể xác. Giống như em khổ cả tâm cả thể xác. Cô ta nhất định phải trả giá. Dũng ngồi trên xe lái đi. Còn Xuân thì cứ đánh vào người của hắn tại sao anh làm như vậy về em tại sao bởi vì anh không còn yêu em chỉ vì em không sinh được con mà anh định không yêu em đúng anh nói dối bản chất anh là một thằng lăng nhăng là một thằng tồi vậy thì cô bỏ tôi đi tại sao cô cứ bám lấy tôi làm gì nhưng tôi là vợ của anh đâu phải nói bỏ là bỏ được anh nghĩ rằng kết hôn sau đó bỏ dễ dàng như vậy sao nhưng anh không còn yêu em anh yêu người khác rồi xuân lao ra khỏi chiếc xe nhưng một chiếc xe khác lại lao vào cô ta khiến cô ta bắn ra đường dũng vội vàng chạy tới xuân à xuân xe cấp cứu lúc sau đó đưa xuân vào trong dũng tựa đầu vào tường tỏ vẻ mệt mỏi bác sĩ bước ra ngoài thông báo chỉ là vết ngoài da thôi nhưng kết quả cho thấy bệnh nhân đang mang thai nên không được uống kháng sinh mang thai sao không thể nào thai được 4 tuần rồi thai phụ cần được nghỉ ngơi nên đừng để cô ấy bị kích động có thai sao anh ta vội vàng gọi cho người nhà đến chăm sóc Xuân còn bản thân đi lang thang trên phố cậu Dũng cậu lên xe tôi đèo cậu đi không cần tôi muốn một mình Dũng đi bộ đến tiệm neo của Thúy thấy Thúy đang vui vẻ làm việc cho khách anh đứng nhìn buồn bã đúng lúc này Thúy nhìn ra hai người họ nhìn thấy nhau tại quán cà phê tôi mời dũng cà phê anh ta cười rất gượng gạo anh có gì để nói với tôi sao không có anh chỉ muốn xin lỗi em anh đâu có làm gì tôi mà xin lỗi xin lỗi vì không nói cho em biết anh là người có gia đình anh thực sự rất thích em anh chưa bao giờ thích cô gái nào giống như em cả sau này anh sẽ hối hận vì câu nói này đấy tốt nhất ý là nên rút lại lời này đừng nói những gì nếu em đồng ý em làm tình nhân bên anh một thời gian được không chỉ một thời gian thôi anh nghĩ rằng anh yêu cầu một cô gái làm tình nhân của anh rồi ngày hôm sau vợ anh đến tìm tôi thì sao anh có nhiều cách để em bên cạnh anh dù em có muốn hay là không thế rồi ngày hôm sau Tôi nhận được tờ giấy thu hồi nhà nơi tôi đang thuê tiệm neo, chủ nhà chấp nhận phá hợp đồng. Nó không biết em là chủ đâu, nó nghĩ em là nhân viên nên gây áp lực cho chủ để sa thải em đấy. Giấy yêu cầu của chủ nhà nếu như sa thải em thì tiếp tục cho hoạt động. Cậy có tiền có quyền đây mà, cứ coi như em bị sa thải đi. Dũng về nhà thấy Xuân nằm yếu ớt trên giường. Nghỉ ngơi một chút anh dũng anh không bỏ em chứ anh trả lời em đi mà em không nói với anh chuyện đi đặt phôi sao anh không vui à lần trước có con với đứa khác anh vui lắm cơ mà tất nhiên là anh vui mỗi đứa trẻ sinh ra anh đều thấy chúng như thiên thần nhất là con của anh thì còn trên cả thiên thần thế tại sao anh không vui ra mặt dũng quay ra ngoài lái xe vụt đi về đến cửa nhà thầy gấu đang chơi trong sân Bố đến rồi à? Bố ơi mẹ về chưa? Mẹ của con biến mất, không một dấu vết rồi. Mẹ của Dũng lúc này bước ra nói thêm. Ngày ấy con nói như vậy trước mặt vợ con, để cô ta không hại mẹ thằng Gấu, thế nhưng chuyện mẹ thằng Gấu mất tích chắc chắn có liên quan đến Xuân đây. Con biết thế, nhưng có lẽ cô ấy cũng đang hạnh phúc ở một nơi nào đó và quên thằng bé rồi. Dũng xoa đầu con và thở dài dũng về phòng của mình mở ngăn kéo lấy ảnh của thúy khi xưa đứng bán đảo bên đường dũng nhanh tay chụp lại cô đi lâu như vậy cô không cần con sao thằng bé nó nhớ cô tôi định nói gặp một cô gái có tính cách giống cô tôi không biết là tôi thích cô gái đó hay là bởi vì cô gái đó giống cô tôi rất nhớ cô thúy à dũng ngồi bệt xuống sàn nhà tỏ vẻ mệt mỏi Tôi ngồi uống hết một chai rượu, sau đó ngồi khóc một mình. Này Thúy, mày sắp thành đứa nát rượu rồi đấy. Em vừa nằm mơ thấy hắn, hắn khinh bỉ em. Vợ hắn dẫm đạp lên em, em không quên được. Và nhất là em nhớ con, em nhớ gấu lắm chị à. Bây giờ mày tính thế nào? Em phải đi gặp gấu, em không thể nào chịu được. Mày phải từ từ, không được lỗ liễu quá. Em chẳng cần gì hết, em chỉ dám nhìn con từ xa hàng ngày thôi vậy thì mày đánh bật con xuân đi anh ta chưa bỏ vợ liệu có ẩn khúc gì sao để đấy chị đi dò la cho mày báo lại sớm cho em nhé xuân lúc này bị tay bác sĩ gọi và đe dọa cô chuyển tiền cho tôi ngay lập tức thỏa thuận giá như vậy bây giờ còn đòi thêm à tôi thấy không ổn với cái giá này tôi muốn hơn muốn thêm nhiều. Ông đang dọa tôi đi à? Việc cô không có thai sẽ đến được tai của chồng cô nếu như 5 phút nữa cô không chuyển tiền cho tôi. Hôm sau tôi thấy gấu đi cùng với Dũng đến nhà tôi đang thuê, giả dạng nghèo khổ. Cô ở đây sao? À, anh nhìn thấy rồi à? Đây là con của anh à? Tôi muốn chạy đến ôm chầm lấy con, nhưng đành phải nín nhín anh vào đi tôi đang nấu cơm bố con anh ăn xong rồi về nhé sao cũng được tôi cứ nhìn gấu thằng bé xinh xắn và đáng yêu nhưng có vẻ nhút nhát bố ơi đây là ai ạ à, bố à bạn của bố cô thúy xuân ở nhà hét ầm lên anh ta vẫn tìm con khôn ấy là như thế nào hét ầm lên rồi ngất lịm đúng lúc mẹ dũng bước vào xuân con làm sao thế tôi và dũng ngồi ăn khi thằng bé ngủ trong lòng của bố sao không ăn cứ nhìn mãi vậy thế mẹ thằng bé đâu nó không có mẹ anh quên người phụ nữ sinh con cho anh nhanh như vậy sao anh nghĩ chúng ta nên dừng câu chuyện ở đây anh có bao giờ nghĩ đến bỏ vợ không nếu anh bỏ vợ tôi sẽ kết hôn với anh đã từng còn bây giờ thì không cô ấy đang có thai con của anh vậy sao gấu lúc này dậy và đòi đi vệ sinh ra đây cô đưa con đi à cô cho gấu cái này này mở ví ra cho gấu cái bùa nhưng gấu lại nhìn thấy ảnh của thúy trong ví mẹ thúy vội vàng gấp chiếc ví rồi đeo lên cổ của gấu lá bùa lá bùa này giúp gấu ăn ngon ngủ tốt con cảm ơn cô trời sấm chớp đổ mưa Mẹ Dũng gọi điện Còn Sơn nó nói dối con Nó không hề có thai đâu Chết dở, đúng là thâm độc Mẹ giải quyết ly hôn cho con Càng sớm càng tốt Tại bệnh viện Con không ly hôn đâu Mẹ tìm anh Dũng cho con đi Cuộc sống hôn nhân của cả hai Mẹ không thể nào quyết định Nếu con yêu chồng con Con để cho thằng Dũng nó yên đi Làm người đàn bà khôn khéo Thì giữ chồng Còn không thì à, con sẽ mất chồng chỉ đơn giản như thế thôi. Nhất là lại còn giả dối, thủ tục ly hôn xong, dù con muốn hay không hai đứa chính thức chấm dứt đi. Nhưng con không thể nào chấp nhận được. Dũng gập máy, thở nhẹ nhõm. Thúy lúc này đang rút quần áo vì trời sắp mưa. "Bố ơi, con thấy ảnh mẹ ở trong ví của cô Thúy." "Chắc là con nhầm." "Mẹ ở đấy thật mà bố." Dũng lặng lẽ ra bàn, mở ví của Thúy để kiểm tra lúc này thúy bước vào anh làm cái gì thế cô vội vàng gập ví lại may mà dũng chưa kịp nhìn anh đã ly hôn rồi anh sẽ được tự do vậy vậy sao em nói chỉ cần anh ly hôn em kết hôn với anh có phải không anh yêu tôi rồi nhỉ tất nhiên gấu lúc này lên tiếng bố ơi mẹ ở trong ví của cô thúy đấy Thằng bé không hiểu sao cứ bảo mẹ trong ví của cô. Dũng lúc này mở ví của Thúy thì thấy ảnh của cô. Anh nhận ra cô gái này không? Em liên quan gì đến? Không lẽ. Tôi là mẹ của thằng gấu, là mẹ của con trai anh, và chính anh một năm trước đã giết chết tôi bằng việc tàn nhẫn, anh đuổi tôi đi. Anh và vợ của anh tạt axit vào mặt của tôi. Dũng lặng lẽ ra quán ba Uống rượu một mình Vừa uống vừa cười Nhưng đôi mắt lại đỏ hoe Lái xe nói với Dũng Cậu Dũng à Cậu say quá chúng ta về thôi Đời đúng là lắm chuyện trái ngang Rất trái ngang Dũng lào đào đi ra đường Rồi bị hai kẻ từ đâu đến Xuyên vào người vài nhát rất nhanh Lại xe đang đi lấy xe Thấy như vậy vội vàng quát lớn Cậu Dũng Cậu Dũng! Dũng đang cơn rượu, máu loãng mất rất nhanh. Anh ta ngẩng lên trời phụt máu miệng, rồi sau đó ngã ngửa ra phía sau, đầu đập vào hè đường. Trước khi ngất lịm, tay vẫn run, run run, rút bức ảnh của Thúy, rồi nắm chặt trong tay. Tôi xin lỗi, xin lỗi em. Lúc này ở nhà, chị gái tôi nói với tôi. Giả như em và cậu ta có một khoảng thời gian để yêu, thì chị nghĩ cậu ta không hẳn là người xấu đâu hắn cả đời này không biết thế nào là yêu đâu chị em cũng nói ra cho nhẹ lòng bởi vì em sợ sự thù hận sẽ đánh mất chính con người của em hắn và vợ đã ly hôn vậy thì chị nghĩ em khiến hắn và vợ ly hôn để em xen vào hay sao chị sai rồi em muốn chúng nó khổ tâm dù ít hay nhiều anh ta rất ngỡ ngàng vì việc em thay đổi diện mạo là do vợ của anh ta. Điện thoại reo lên, tôi thấy đầu dây bên kia là tiếng của Xuân. Mày nghĩ mày đánh bật được tao, để xen vào, thì mày thắng à? Kẻ thứ ba mãi mãi là kẻ thứ ba, và cho dù có bất cứ hoàn cảnh nào, thì mày không thể nào có được anh Dũng. Mày sai rồi Xuân à, tao không cần người đàn ông của người khác. Tao chỉ xin anh ta một đứa con, và nếu như mày không làm loạn và hại tao, thì tao vẫn để yên cho gia đình mày được yên ấm, mày, tao là thúy đây, nhờ ơn của mày, tao lại có được gương mặt xinh đẹp, xinh hơn mày nhiều. Không thể nào, <laughs> mày cay à? Bởi vì cuối cùng hắn vẫn tìm con đàn bà khác có phải không? Bản chất của hắn là như vậy, dù là tao hay bất kỳ ai, thì hắn nhất định bỏ mày và mày là kẻ thua cuộc. Thấy xuân cười như kẻ điên trong điện thoại mày mới là kẻ thua cuộc mày biết vì sao không suốt những ngày tháng qua mày mất tích hắn luôn tìm kiếm mày cô gái trong lòng của hắn chính là mày mày nói gì đồng ý là dũng đa tình nhưng đa tình và yêu lại khác trong lòng hắn rất thích mày hắn thích thúy của ngày xưa mày hiểu không tôi buông thóng điện thoại trên tay rơi xuống nền tiếng nói trong điện thoại lại tiếp tục vọng ra thù hận hắn Kẻ yêu thầm mày sao Tôi tù hết ly rượu Và lầm bầm trong miệng Không thể nào Không thể nào Tôi chạy chân đất khoác vội chiếc áo Sau đó chạy vụt đến bệnh viện Bởi vì chị gái tôi vừa báo Dũng gặp tai nạn Em tên gì? Em tên Thúy Em có tính cách rất giống một người mà tôi thích Tôi rời từng giọt nước mắt vừa khóc vừa lắc đầu, đau lòng khi nhớ về quá khứ. Đến bệnh viện thấy mọi người bùa vây, họ không cho tôi vào, may có anh lái xe nhận ra tôi. Qua bên này, cô có 10 phút, bố cậu dũng đến là không được vào đâu. Bây giờ anh ấy thế nào? Chuẩn bị phẫu thuật, bị khá nặng đấy. Tôi vào phòng thấy chiếc áo sơ mi đẫm máu, đang được y tá thay ra để sơ cứu. Tôi ôm miệng vì những vết chém rất sâu. Dũng mở mắt, sơ bàn tay ra, ý gọi tôi. Lại đây. Không đau đâu. Đừng nhắc đến nữa. Em biết không, tôi chưa bao giờ muốn làm em đau. Và tôi chẳng giỏi nói. Tôi chỉ chờ đợi thôi. Anh đừng nói gì nữa, tôi xin anh đấy. Chúng ta lấy nhau nhé. Tôi chưa thích cô gái nào như thích em. Đó là sự thật tôi rất vui khi người sinh con cho tôi là em thế nhưng tôi lại chính là người làm em đau để cho tôi dành tất cả tình yêu này cho em tôi nắm chặt tay của dũng hai đứa cùng khóc bởi vì chúng tôi đã gây tổn thương cho đối phương bàn tay tôi và dũng rời khỏi nhau đấy cũng là ký ức cuối cùng giữa chúng tôi hình ảnh dũng khóc và tôi khóc trách sao số phận dù anh ta có yêu nhưng chẳng thể nói ra và tôi lại chẳng dám nhận cái thứ tình yêu đó. Nhớ khoảnh khắc tôi xách vali lên phòng cho anh Dũng. Chào anh, tôi là nhân viên của khách sạn. Cảm ơn cô. Tôi không còn suy nghĩ được bản thân phải làm gì lúc này. Giá như tôi không bị hại, giá như tôi không phải phẫu thuật thẩm mỹ thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Và giá như tôi đừng vì sự ích kỷ của mình xin anh ta một đứa con xin kẻ có gia đình giá như đó mãi mãi chỉ là giá như bàn tay chúng tôi rời khỏi nhau giây phút đó trái tim tôi như đang nghẹn lại lái xe liền rục rã tôi cô đi đi bố cậu dũng đang vào gần đến nơi rồi đây dũng được đẩy vào phòng phẫu thuật tôi bồn chồn lo lắng chỉ biết đứng lặng nhìn từ xa bố dũng tiến vào phòng bệnh nơi mẹ dũng đang ngồi sau một cú sốc bà có gì để nói không tôi không biết nói gì vào lúc này con trai của tôi đang ngàn cân treo sợi tóc lỗi là do ai là do bà quá nuông chiều nó bà hiểu không tôi là mẹ của nó tôi không nuông chiều nó thì nuông chiều ai ông suốt ngày chỉ lo kiếm tiền bên ngoài có biết nó là đứa trẻ cô đơn lắm hay không nếu như tôi không thành đạt thì nó đang ở mức nào trong cái xã hội này tôi làm tất cả là vì nó vì tương lai của nó giờ đây tương lai ấy của tôi đang lụi tàn rồi bà có biết không con trai là cả bầu trời tương lai của tôi bà có biết không nói rồi ông cũng bật khóc nức nở có lẽ ông đã suy sụp khi hay tin con trai của mình mong manh giữa sự sống và cái chết xuân ở nhà cô ta cười như một kẻ điên tao biết đó là mày còn khốn mày đã phá vỡ cuộc đời của tao Tao phải giết mày. Xuân vừa bước ra ngoài cổng, thì công an lúc này cũng ập tới để bắt cô ta. Chúng tôi bắt cô vì tội cố ý giết người. Tôi không giết ai cả. Bỏ tôi ra. Các người bỏ tôi ra. Cả phẫu thuật của Dũng thành công. Bác sĩ nói cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để phục hồi sớm. Mẹ của Dũng và bố của Dũng ôm nhau vỡ òa. Một tuần sau tôi quyết định ra nước ngoài làm việc hôm nay là ngày tôi bay chị gái tôi nói thôi thì mọi chuyện đã như vậy buông bỏ được thù hận là điều nên làm xuân ấy nó trả giá đắt cho những gì nó gây ra rồi bên nhà nó muốn gặp em để trao đổi bồi thường đấy nhưng mà chị biết tính em nên không gặp chị cầm đơn này gửi tới bên công an cho em đơn xin giảm nhẹ án à cái này dù thế nào Xuất phát điểm em là người sai Em là kẻ thứ ba Xen vào gia đình của họ Đó là quá khứ sai lầm của em Em nghĩ đơn giản Mình chỉ cần xin một đứa con Thế nhưng cứ lẳng nhằng với nhau Và quan trọng Em đã yêu Dũng chị ạ. À? Nói xong Thúy ôm bó hoa Lặng lặng tới viện Trước khi ra sân bay Thấy Dũng đang ngủ bên trong phòng Tôi lặng lẽ đặt bó hoa xuống tôi tới đây để chào tạm biệt anh cũng đến lúc chúng ta không còn liên quan gì đến nhau hàng năm tôi xin mẹ anh đến thăm con một lần dũng lúc này mở mắt nhìn thúy nếu đó là lựa chọn của em anh không phản đối anh chỉ muốn hỏi em một câu ngày đó khi em bị hại em có đau lắm không câu hỏi của dũng như khiến trái tim của cô bị xé tan nát Tất nhiên là đau rồi Nhưng không sao Tôi có thể vượt qua được Anh ở lại mạnh khỏe Chăm sóc tốt cho gấu Thay phần của tôi rụng rời nước mắt Và quay mặt vào trong tường Thúy quay đi giữa hành lang Đâu đó văng vẳng câu hát Tình rơi vào tuyệt vọng Mỗi đứa một khoảng trời rộng Bình phong anh chỉ là tấm bia Cho em đỡ buồn Thúy quay cuồng vừa đi vừa rơi nước mắt. Dũng ngồi dậy nhìn về phía hành lang, anh ta ôm miệng bật khóc lớn như một đứa trẻ, rồi lầm bầm trong miệng. Anh yêu em, xin lỗi. Một năm sau, tại sân bay, Dũng dắt tay của gấu. Bố ơi, mình đi đâu đấy à? Đi gặp mẹ của con. Thật à bố? Bố sang với mẹ à? Ừ, mẹ con dù có đi đâu, cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay của bố. Thế thì bố con mình đi tới bên mẹ Thúy thôi. Dũng nhìn lên bầu trời, lầm bầm trong miệng. Anh sắp tới bên em rồi, hãy chờ anh. Chúng ta đã hẹn yêu rồi, có phải hay không? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2, cũng chính là tập cuối của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này của tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn vì một cái kết vô cùng tốt đẹp. Vậy là sau bao nhiêu sóng gió, cô gái tên Thúy cũng có một gia đình hạnh phúc, có một đứa con trai và một người chồng mà cô ấy đã đem lòng yêu đúng không quý vị? À, có rất là nhiều điều à, muốn gửi cảm đến cho quý vị sau khi lắng nghe xong câu chuyện này. Đó chính là không nên làm người thứ ba. Người thứ ba hoàn toàn sai khi mà xen chân vào gia đình của người khác. Đó có là việc đi xin con hay chăng nữa? thì không nên đúng không ạ? Cô gái tiên Thúy trong câu chuyện này đã mất đi Hiếu, người chồng đầu tiên của mình, người chồng mà cô rất yêu. Và sau khi gặp Dũng thì lúc đầu cô không yêu cho lắm. Nhưng bởi vì sự va chạm, sự tiếp xúc, thấu hiểu đã giúp cho cô và anh tiến đến với nhau thêm một lần nữa. Và đây là hy hi hữu trong cuộc sống của chúng ta, người thứ ba có được hạnh phúc. Và quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong câu chuyện này? Hãy comment ở dưới video cho Tâm An được biết với nhé tâm an xin được gặp lại quý vị vào buổi trưa ngày mai với một câu chuyện mới còn bây giờ cho phép tâm an xin được chào tất cả quý vị chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui thật nhiều hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại